Xin chào các bạn. Ranh giới giữa ba nước luôn được tạo nên theo một cách rất đặc biệt. Chẳng hạn ở Việt Nam có cột mốc Apa Chải được ví là nơi một con gà gáy cả ba nước cùng nghe khi nằm ở ranh giới giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Không chỉ mang ý nghĩa về chủ quyền quốc gia, cột mốc này còn là một trong những điểm check-in lý tưởng được nhiều du khách ghé thăm hàng năm. Nằm cách Việt Nam không xa, cũng có một khu vực hiện là biên giới của ba nước là Lào, Thái Lan và Myanmar. Thế nhưng khi nhắc đến tên khu vực này thì đều khiến cho nhiều người dân khiếp sợ. Và vùng đất mà 5 phút thôi muốn nói đến ở đây chính là Tam Giác Vàng, một lãnh địa khét tiếng với những câu chuyện kinh hoàng về chất cấm. Nhưng giờ đây, khi thời hoàng kim của nền công nghiệp chất cấm, với những công xưởng tinh chế và những cuộc chiến tranh giành địa bàn đang lùi xa về quá khứ, thì địa danh này hiện là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến tham quan. Và trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu chi tiết về Tam Giác Vàng, vùng đất không chỉ nổi danh là kinh đô của hàng trắng, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận để các nước sản xuất ra nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Vị trí địa lý, tiền đề quan trọng để tạo nên Tam Giác Vàng huyền thoại. Dòng sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng của Trung Quốc, khi chảy xuôi xuống phía nam thì nó trở thành đường biên giới tự nhiên giữa Myanmar và Lào, sau đó tiếp tục phân chia lãnh thổ giữa Lào và Thái Lan. Một nhánh khác là sông Ruak chảy từ tây sang đông đã hình thành nên biên giới tự nhiên giữa Myanmar và Thái Lan. Nhìn trên bản đồ thì nơi hợp lưu giữa sông Ruak và sông Mekong là biên giới chung của ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Và khu vực nổi bật này cũng khiến cho thế giới nhiều lần phải nhớ đến với tâm điểm mang tên Tam Giác Vàng. Theo các sách địa dư, khu vực Tam Giác Vàng rộng khoảng 80.000 km2. Tuy nhiên cũng có nhiều nguồn tin cho rằng nó rộng đến 200.000 km2 hay thậm chí là 350.000 km2. Khu vực này không thuộc địa phận của một quốc gia cụ thể mà bao gồm vùng phía đông của Myanmar, phía bắc Thái Lan và phía tây bắc Lào. Phần lớn khu vực này nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mức nước biển, nên địa hình bị chia cắt mạnh và khá hiểm trở, với các dãy núi cao, rừng rậm tùm, sông suối và hồ nước. Vì vậy mà việc đi lại ở đây vô cùng khó khăn vì không có nhiều tuyến đường giao thông được xây dựng. Tuy nhiên thì điều này đã giúp cho Tam Giác Vàng trở thành một khu vực hiếm có khó tìm khi nằm hoàn toàn biệt lập và có thể gây khó khăn cho những ai không thuộc địa bàn nếu muốn xâm nhập vào đây. Nhìn chung do đặc điểm địa hình cũng như tính nhạy cảm của khu vực biên giới chung này mà sự kiểm soát của chính phủ các nước đối với Tam Giác Vàng tương đối hạn chế trong quá khứ. Và điều này đã góp phần tạo nên một lỗ hổng trong vấn đề an ninh và đó là tiền đề cho các thế lực tội phạm ở Tam Giác Vàng có thể sinh sôi và phát triển thành một mạng lưới dày đặc, thậm chí là còn vươn cả những chân rết ra các khu vực khác trên thế giới. Thánh địa hàng trắng khét tiếng nhất thế giới. Nằm ở độ cao 1.000 mét so với mức nước biển, cùng với thổ nhưỡng và khí hậu ôn đới lý tưởng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng cây anh túc tại Tam Giác Vàng. Cây anh túc hay còn gọi là A phiến, thẩu hay trầu, có nguồn gốc từ Hy Lạp và thường được trồng nhiều ở châu Á và châu Âu. Trong y học, chất nhựa lấy ra từ loại cây này sau khi điều chế một lượng nhỏ, vốn được đánh giá khá cao khi có tác dụng làm giảm đau hiệu quả so với các loại dược liệu khác. Tuy nhiên, do chứa những thành phần như là morphine, codeine, papaverine hay heroin mà nó còn được dùng để chế tạo ra hàng trắng. Vào giữa thế kỷ 20, việc trồng và sản xuất hàng trắng ở Tam Giác Vàng đã bùng nổ với quy mô vô cùng khủng khiếp. Người ta không thể tính toán chính xác số lượng mặt hàng này đã được sản xuất ở đây hàng năm. Tuy nhiên, theo thống kê của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, đến năm 1990, thì diện tích trồng cây anh túc ở khu vực Tam Giác Vàng đã là hơn 180.000 ha, chiếm hơn 2/3 trong tổng số gần 263.000 ha trên toàn thế giới. Cùng với khu giao lộ giữa các nước là Afghanistan, Iran và Pakistan, có tên là lưỡi liềm vàng, thì Tam Giác Vàng đã trở thành một trong số hai khu vực sản xuất hàng trắng trái phép lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, trước khi Tam Giác Vàng và lưỡi liềm vàng ra đời và nổi danh như hiện tại, thì Trung Quốc mới chính là quốc gia chiếm phần lớn sản lượng thuốc phiện của thế giới. Cụ thể thì từ thế kỷ 17 và nhất là thế kỷ 18 và 19, Trung Quốc đã trở thành miếng mồi béo bở để các nước thực dân phân chia. Để chống lại chính sách đóng cửa của chính quyền Mãn Thanh thời bấy giờ, thì các nước thực dân đã tìm mọi cách để mở toang cánh cửa bằng việc buôn bán hàng trắng, vì đây là một món hàng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nhìn chung thì nạn thuốc phiện đã phá hoại nền kinh tế và xã hội của Trung Quốc một cách trầm trọng. Số lượng chất cấm nhập vào Trung Quốc đã tăng từ 13 tấn vào năm 1729 lên 64 tấn năm 1767 và tăng lên 640 tấn vào năm 1820. Đến năm 1838 thì con số này thậm chí đã tăng lên tới 2.500 tấn. Khi những biện pháp áp dụng nhằm ngăn chặn dòng thuốc phiện vào trong nước đã bị thất bại và trước sức ép của phong trào đấu tranh đòi cấm thuốc phiện của nhân dân, thì chính quyền Trung Quốc đã quyết định hành động và điều này đã dẫn đến hai cuộc chiến tranh nha phiến giữa quốc gia này với đế quốc Anh. Nhưng vào thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc quá yếu và không thể chống lại được sự khiêu khích của phía Anh.
Vì vậy mà lượng chất cấm tràn vào quốc gia này ngày càng tăng lên, và đồng thời Trung Quốc cũng đã trở thành nước trồng cây anh túc lớn nhất thế giới, với sản lượng trung bình hàng năm trong thời gian từ năm 1904 đến năm 1908 là khoảng 100.000 tấn. Cộng với số thuốc phiện đã nhập vào từ Ấn Độ và Iran hàng năm là 300 tấn, Trung Quốc được ví là một đất nước của những con nghiện vào thời điểm đó. Theo đà phát triển kinh tế thuộc địa, dòng di dân Trung Quốc ra nước ngoài bắt đầu diễn ra với quy mô nhỏ vào cuối thế kỷ 18, tăng dần vào giữa thế kỷ 19 và trở thành một trào lưu ồ ạt vào đầu thế kỷ 20. Phần lớn người Hoa đều chọn đích đến là các nước Đông Nam Á vì đây đều là những nơi rất dễ tìm công ăn việc làm. Cũng từ đây mà thuốc phiện và việc sử dụng thuốc phiện đã lan truyền rộng khắp khu vực này. Thêm vào đó, sau thắng lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1949 đã dẫn đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Và điều này khiến cho tàn quân của Tưởng Giới Thạch tràn sang nhiều khu vực của Đông Nam Á, trong đó có vùng Tam Giác Vàng. Một bộ phận quân ở lại đây đã sinh sống bằng nghề sản xuất và buôn bán cây anh túc, vân vân. Dần dần các tộc người thiểu số sống tại Tam Giác Vàng như là Akha, Shan, La Hủ và Lật Túc cũng đã bắt đầu học cách trồng và thu hoạch loại cây này bởi vì nó mang lại lợi nhuận khổng lồ và có thể giúp cho họ trang trải cuộc sống. Trong một khoảng thời gian ngắn thì hàng trắng đã thúc đẩy nền kinh tế của khu vực hẻo lánh này phát triển một cách nhanh chóng. Vào những năm 1950 thì sản lượng cây anh túc ở đây đã đạt gần 600 tấn. Sở hữu địa hình rừng núi hiểm trở thuận lợi, cũng như là nơi giáp ranh giữa ba nước mà từ Tam Giác Vàng, thuốc phiện dưới dạng thô hoặc đã qua tinh chế sẽ được vận chuyển ra thị trường quốc tế để tiêu thụ. Trong nhiều năm qua, phần lớn số hàng trắng đã được vận chuyển về Việt Nam hầu như đều có nguồn gốc từ Tam Giác Vàng. Bên cạnh đó thì chúng cũng được buôn lậu qua đường hàng không để tới Mỹ, mà cụ thể là tiểu bang California. Từ đây thì hàng trắng sẽ được vận chuyển và tiếp tục phân phối đến khắp mọi nơi tại đất nước Cờ Hòa. Ngoài ra, do nằm gần khu vực Tam Giác Vàng mà dân số Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng hàng trắng đi qua quốc gia này, mà đặc biệt là ở khu vực phía Đông Bắc. Tuy nhiên, hàng trắng nhập lậu vào đây không phải để buôn bán với quy mô lớn mà chủ yếu phục vụ nhu cầu tại đây. Nơi từng tồn tại một vương quốc trắng. Quay ngược lại Tam Giác Vàng hàng chục năm về trước, không khó để bắt gặp hình ảnh của những đoàn xe do lừa hoặc ngựa kéo len lỏi theo những lối mòn xuyên đồi núi để vận chuyển hàng cấm đến những điểm tập kết hoặc các xưởng tinh chế ẩn mình đâu đó trong những khu rừng già. Và đi cùng những đoàn xe này luôn có những băng nhóm bảo vệ được trang bị vũ khí. Cũng từ đây, các vụ tranh chấp và thanh toán đẫm máu nhằm giành độc quyền nguồn hàng béo bở này giữa các băng đảng và phe nhóm diễn ra thường xuyên, càng khiến tình hình trị an của Tam Giác Vàng vượt tầm kiểm soát của nhiều nước. Đặc biệt khu vực này cũng gắn liền với những ông trùm buôn bán chất cấm khét tiếng nhất thế giới, và trong đó quyền lực nhất là Khunsa. Vào năm 2013, bộ phim Bí mật Tam Giác Vàng được công chiếu dựa trên phóng sự của Đại tá Nguyễn Như Phong, người trực tiếp tham gia vụ án phá đường dây buôn bán hàng trắng tại đây, đã phần nào vén màn bí mật về cuộc đời của ông trùm này. Có thể nói, cho đến nay thì Khunsa vẫn là trùm tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử Tam Giác Vàng, khi là người làm chủ một đế chế rộng lớn trong hàng chục năm trời, với một đội quân riêng và nuôi mộng lập một nhà nước riêng độc lập với chính phủ Myanmar. Theo các nguồn tài liệu khác thì Khunsa sinh ngày 17 tháng 2 năm 1933, có tên thật là Trương Cơ Phu, xuất thân trong một gia đình có cha là sĩ quan quốc dân đảng, còn mẹ là người dân tộc Shan ở Myanmar. Do cha mất sớm nên mẹ đã tái giá với một người Shan ở thị trấn Mong Ping nằm gần biên giới với Trung Quốc. Trương Cơ Phu được đổi tên thành Sa, có nghĩa là giàu có. Sau này khi Sa nổi danh và lập mưu đồ thành lập vương quốc Shan thì người ta mới gọi là Khunsa. Theo đó, trong tiếng Thái và tiếng Shan, Khun có nghĩa là ngài, tức là chỉ người được kính trọng. Với mưu đồ thành lập vương quốc Shan cho riêng mình, Khunsa đã đưa bộ tộc của mình sáp nhập với quân quốc dân đảng để chống lại chính phủ. Nhưng đến năm 1962, nhận thấy họ không có lý tưởng chính trị và chỉ biết bóc lột người nông dân trồng anh túc, nên Khunsa không còn hợp tác nữa. Đến năm 1968, trong một trận đánh với quân đội Myanmar thì ông trùm này đã bị bắt về Yangon giam giữ. Trong thời gian chịu cảnh tù đầy, Khunsa đã ấp ủ tham vọng xây dựng một nhà nước riêng. Do đó khi trở về với tự do, hắn đã tập hợp lực lượng và tận dụng tinh thần dân tộc để khuyến khích những bộ tộc như là Shan và Hoa ở khu vực Tam Giác Vàng thành lập nhà nước Shan độc lập, và quân đội của hắn được đổi tên thành quân đội Liên hợp Shan. Lấy bang Shan làm lãnh thổ riêng, quân đội của Khunsa nhanh chóng phát triển trở thành lực lượng vũ trang chống lại chính phủ. Cơ quan đầu não của đội quân được đặt tại căn cứ địa Ho Mong, nằm tại tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan. Trong quá trình xây dựng quốc gia của riêng mình, Khunsa tiếp tục mở rộng trồng anh túc, đồng thời xây dựng hàng loạt các lò điều chế và sản xuất hàng trắng tổng hợp. Vào những năm 1980, khu vực Tam Giác Vàng còn được coi là trung tâm chất cấm của thế giới với cách thức gia công hàng trắng tinh luyện. Riêng đế chế của Khunsa đã nắm giữ tới 70% sản lượng hàng trắng và buôn bán của khu vực. Thời điểm việc kinh doanh phát triển, Khunsa sở hữu 15 xưởng tinh chế rộng lớn.
Không chỉ dương oai trong giới buôn bán chất gây nghiện, Khun Sa đã bành trướng thế lực khi hắn cho tập hợp và kết nạp những nhóm đội quân riêng lẻ tại Bang Chan để thành quân đội Mông Thái, hay còn gọi là quân giải phóng Bang Chan. Đội quân tinh nhuệ có hơn 15.000 dân binh, được trang bị vũ khí hiện đại như súng trường và súng chống tăng. Sự nghiệp của Khun Sa thậm chí còn đạt tới đỉnh cao khi bên cạnh việc buôn bán hàng trắng, ông trùm này còn buôn bán đá quý và vũ khí. Tại Bang Chan, Khun Sa cũng cho thành lập trường học, đài truyền hình vệ tinh và tập dượt các trận phóng tên lửa phòng không. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt, đó là mặc dù được mệnh danh là vua thuốc phiện khi gieo rắc cái chết trắng đi khắp thế giới, nhưng Khun Sa lại ghét cay ghét đắng việc sử dụng hoặc hút các loại chất cấm, bao gồm cả hàng trắng. Lấy bản thân làm gương, hắn nâng cao kỷ luật trong quân đội và đặt ra những luật lệ trừng phạt rất hà khắc nhằm cấm thuộc hạ sử dụng các chất gây nghiện này. Đế chế trắng suy tàn. Đến những năm 1980, vị trí trung tâm chất cấm thế giới của Tam Giác Vàng đã bị Afghanistan thay thế và sự nghiệp của Khun Sa bắt đầu xuống dốc. Chớp lấy thời cơ này, quân đội Myanmar cùng với sự phối hợp của chính phủ Thái Lan và Lào đã mở một đợt tấn công lớn vào trung tâm Tam Giác Vàng. Lâm vào cảnh đường cùng, ngày 5 tháng 1 năm 1996, Khun Sa buộc phải tuyên bố hạ vũ khí và bị áp giải về thủ đô Yangon. Dù đầu hàng chính phủ Myanmar, nhưng Khun Sa đặt ra yêu cầu không dẫn độ hắn sang Mỹ để tránh bị khởi tố về tội buôn bán chất cấm. Sau khi trở về Yangon, Khun Sa sống trong một biệt thự và ở đó cho đến khi qua đời vào năm 2007. Mặc dù chính phủ Myanmar, Lào và Thái Lan đã có những cố gắng về việc xóa bỏ cây anh túc và nạn buôn bán cũng như tàng trữ hàng trắng, nhưng kể cả khi Khun Sa đầu hàng và đế chế chất cấm này sụp đổ, thì vùng Tam Giác Vàng vẫn chưa bao giờ sạch bóng chất cấm, với nhiều ông trùm và đường dây chân rết có thủ đoạn tinh vi vẫn còn đang hoạt động sôi nổi. Không chỉ sản xuất và buôn bán hàng trắng, các nhóm tội phạm ở Tam Giác Vàng còn nhúng tay vào cướp bóc, tống tiền và giết người. Vào tháng 3 năm 2013, Trung Quốc đã tử hình trùm chất cấm người Myanmar là No Kham vì vụ thảm sát 13 thủy thủ người Trung Quốc năm 2011. Theo đó, No Kham và đồng bọn đã chặn cướp hai tàu hàng của Trung Quốc trên sông Mekong, rồi xử bắn toàn bộ người trên tàu và vứt thi thể xuống một đoạn sông chảy qua tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan. Theo giới chức các nước, kể từ khi Trung Quốc đẩy mạnh giao thương biên giới với Myanmar, Lào và Thái Lan qua đường thủy trên sông Mekong đã xảy ra hàng chục vụ tương tự như vụ việc năm 2011. Kể từ đây, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan bắt đầu tiến hành các cuộc tuần tra chung dọc sông Mekong với nhiệm vụ thanh tra và trấn áp các hoạt động tội phạm xuyên biên giới nhằm đảm bảo an toàn và ổn định dọc sông Mekong, trong đó đặc biệt là khu vực Tam Giác Vàng nổi tiếng. Tam Giác Vàng hiện còn lại những gì? Thập niên 2010 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của hàng trắng ở Afghanistan. Taliban đã thiết lập được đường dây vận chuyển và phân phối mặt hàng này với các nhóm tội phạm ở Đông Âu, Bắc Á, Trung Á và Nam Á. Điều này đã khiến hàng trắng của Tam Giác Vàng vốn đã không có lợi thế tại các thị trường này thì nay mất hẳn chỗ đứng. Lào, đế chế casino mới nổi. Hiện nay bên cạnh chất cấm, đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng nằm tại Lào, với trái tim là sòng bài King's Roman thuộc quyền sở hữu của ông trùm triệu vĩ, nổi lên như một đế chế cơ bạc quyền lực tại vùng đất vốn đã bất ổn này. Vào năm 2007, tập đoàn King's Roman Group đã ký thỏa thuận với chính phủ Lào để hợp tác phát triển một khu du lịch ở chính khu vực Tam Giác Vàng. 3 năm sau, thủ tướng Lào ký sắc lệnh chính thức thành lập đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và cho triệu vĩ thuê 3.000 hectare đất với hiệu lực trong 99 năm. Cho đến nay, điểm thu hút nhất và là động lực kinh tế của đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng vẫn là King's Roman, một sòng bạc khổng lồ, nơi được mệnh danh là viên ngọc quý của đặc khu này theo đúng nghĩa đen. Tạo hình chiếc vương miện khổng lồ trên đỉnh mái sòng bạc thậm chí còn có thể được nhìn thấy từ Thái Lan. Hiện nơi đây phục vụ phần lớn du khách đến từ Trung Quốc đại lục và một số du khách nước ngoài như là Myanmar hay Thái Lan. Ngoài việc không phù hợp với văn hóa địa phương, đế chế cờ bạc này đang là nơi sinh sản của hàng loạt các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Cuối tháng 1 năm 2018, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa triệu vĩ vào danh sách cấm vận của nước này. Theo đó, ông trùm King's Roman và công ty của ông ta bị Mỹ cáo buộc sử dụng bức bình phong doanh nghiệp để che giấu hoạt động tội phạm, bao gồm vận chuyển hàng trắng, buôn bán người, mại dâm, rửa tiền, đưa hối lộ và buôn lậu động vật hoang dã. Nói cách khác, King's Roman Group là một tập đoàn tội phạm có tổ chức. Các quan chức quốc tế, đặc biệt là Mỹ, tỏ ra lo ngại rằng Lào có thể đã ký kết một thỏa thuận với quỷ khi cho phép một ông trùm chất cấm kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới để đổi lấy tăng trưởng kinh tế. Điều này sẽ góp phần dẫn tới sự gia tăng hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng trắng bất hợp pháp tại khu vực Tam Giác Vàng. Thái Lan hướng đến du lịch sinh thái.
Cho đến nay, những nỗ lực xây dựng một tam giác vàng đoạn tuyệt quá khứ và trở thành một vùng đất yên bình với những điểm tham quan kỳ thú có lẽ là niềm hy vọng và mục tiêu phấn đấu của nhiều quốc gia trong khu vực. Mà điển hình như việc Thái Lan đang cố gắng để phát triển khu vực phía bắc nước này theo hướng du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường, nhằm hướng đến việc phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Có lẽ nhiều du khách lựa chọn tam giác vàng là điểm tham quan du lịch bởi một phần họ bị mê hoặc bởi những câu chuyện trong tiểu thuyết trinh thám liên quan đến kinh đô của thuốc phiện một thời. Từng là một trong những khu vực nằm dưới trướng của ông trùm khét tiếng Khun Sa, giờ đây tỉnh Chiang Rai đã chứng kiến sự thay da đổi thịt chưa từng thấy. Có lẽ thời hoàng kim của ngành công nghiệp hàng trắng ở Thái Lan đang dần lùi xa về quá khứ. Đến nay những cánh đồng anh túc đã được thay thế bằng những đồi chè xanh mướt, cùng với đó là cuộc sống hạ tầng hiện đại được xây dựng không chỉ để phục vụ cuộc sống của người dân mà còn để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch khi đến đây. Từ năm 2010 đến năm 2017, ước tính mỗi năm đều có hơn 3 triệu du khách đến tham quan vùng đất này. Cũng như mọi miền đất khác trên xứ Thái, Chiang Rai cũng là nơi tọa lạc của nhiều ngôi chùa và đền tháp ấn tượng. Một trong số đó là ngôi chùa Trắng Thái Lan, hay gọi theo tiếng Thái là Wat Rong Khun. Trái ngược với những ngôi chùa vàng nổi tiếng, thì Wat Rong Khun lại nổi bật khi được sơn toàn bộ bằng màu trắng vô cùng độc đáo. Cùng với đó là lối kiến trúc vừa hiện đại, vừa thấm đẫm văn hóa Phật giáo truyền thống. Ngoài ra, nhằm phản ánh lịch sử hình thành và buôn bán cây anh túc, cũng như các ảnh hưởng của nó về mặt chính trị, kinh tế cũng như xã hội, thì Thái Lan đã cho xây dựng bảo tàng thuốc phiện độc nhất thế giới tại Chiang Rai. Bảo tàng được thiết kế khá ấn tượng, sẽ là nơi giới thiệu cho du khách cái nhìn toàn cảnh về lịch sử thuốc phiện, những giai đoạn buôn bán và nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm. Mục đích việc xây dựng bảo tàng là để giáo dục và cảnh tỉnh con người, đặc biệt là giới trẻ cần hiểu rõ hơn về tội ác và tác hại của các loại chất cấm. Bên trong bảo tàng hiện còn trưng bày rất nhiều tranh ảnh, mô hình và đồ vật dùng để hút loại chất cấm này. Ngoài ra còn có phòng chiếu riêng với màn hình tương tác lớn để du khách có thể tìm hiểu về quá trình buôn bán thuốc phiện trong lịch sử. Đặc biệt là các đoạn phim ngắn trình chiếu còn được kèm theo phần thuyết trình, phù hợp với nhiều lứa tuổi và các quốc tịch khác nhau. Myanmar, vật vã trong cuộc chiến với hàng trắng. Với sự quản lý và tuần tra giáo diết của các cơ quan chức năng, cho đến nay thì diện tích trồng cây anh túc trên lãnh thổ Lào và Thái Lan đã giảm đáng kể. Riêng trên lãnh thổ Myanmar, do rừng sâu núi thẳm vô cùng hiểm trở và là nơi sinh sống của nhiều tộc người sống dưới mức nghèo đói, lại bị kiểm soát bởi các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số và lực lượng phiến quân chiến đấu đòi ly khai. Nên mặc dù chính phủ nước này đã có rất nhiều nỗ lực, chẳng hạn như chính phủ được thành lập sau hai cuộc bầu cử năm 2012 và 2015 đã mở cửa thị trường nước này để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều hộ gia đình trước đây chỉ biết trồng cây anh túc để sống, nay đứng trước nhiều sự lựa chọn hơn. Họ có thể bỏ làm nông để trở thành công nhân hay chuyển đổi sang những loại cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Thế nhưng Myanmar vẫn chưa thể kiểm soát căn cơ việc trồng và chế biến cây anh túc. Một phần cũng là do việc Taliban ở Afghanistan từng nhiều lần tuyên bố sẽ tiến tới loại trừ cây anh túc ra khỏi quốc gia, khiến cho giá mặt hàng này bị đẩy lên cao. Vào tháng 1 năm 2023, theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm, do gặp khó khăn về kinh tế, nhiều người dân Myanmar, đặc biệt là người dân sống tại Bang San thuộc khu vực Tam Giác Vàng, đã quay trở lại trồng cây anh túc. Trong mùa vụ từ năm 2021 đến năm 2022, diện tích trồng loại cây này đã tăng lên hơn 40.000 ha và sản lượng ước tính đạt 790 tấn, đồng thời tạo ra một nền kinh tế trị giá 10 tỷ đô la trong năm 2022. Trong nhiều năm trở lại đây, Myanmar cũng đã thay thế Thái Lan trở thành công xưởng tinh chế ở Tam Giác Vàng và là nơi sản xuất hàng cầm lớn thứ hai trên thế giới, sau Afghanistan. Nơi đây vừa là vị trí trú ẩn an toàn, vừa là trung tâm phân phối hàng cấm của các băng đảng buôn bán chất cấm. Giai đoạn năm 2014 đến năm 2018 có lẽ là thời điểm các ông trùm mạnh tay nhất trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc sản xuất ma túy tổng hợp và bán tổng hợp, mặt hàng không phụ thuộc quá nhiều vào nông dân. Thuốc lắc, hay còn được người Thái gọi là yaba, hiện là thứ ma túy tổng hợp được sản xuất nhiều nhất tại Tam Giác Vàng vì giá thành rẻ mà người nghiện lại khó bỏ. Cuối tháng 1 năm 2023, cảnh sát Thái Lan đã triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy đá trị giá 45 triệu đô la. Cuộc điều tra bắt đầu khi binh sĩ ở chốt kiểm soát biên giới phát hiện ra 980.000 viên methamphetamine giấu trong gói trà lọc rồi nhét vào chân giả của 4 chiếc xe SUV đã được cải biến. Những đối tượng buôn lậu bị bắt khai rằng chúng đem ma túy từ các trung tâm chế biến ở Myanmar đến thành phố cảng Lem Chabang. Hiện khu vực phức tạp này còn là nơi tập trung của các phe nhóm nổi dậy, bao gồm cả quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar thống trị. Và lực lượng này cùng hai nhóm nổi dậy là quân đội Akram và quân đội Giải phóng Quốc gia Ta Ang đã thành lập nên một liên minh vũ trang mang tên là Liên minh Huynh đệ để tiến hành một cuộc tấn công chống lại quân đội chính phủ và có nguy cơ dẫn đến một cuộc nội chiến tại quốc gia Đông Nam Á này.
Nhìn chung thì hàng cấm tuy không còn là một đế chế độc tôn tại Tam Giác Vàng như thời Khun San, nhưng những ảnh hưởng của nó lên Myanmar chắc chắn sẽ không thể nào được giải quyết triệt để. Bởi anh Túc vẫn được xem là cây trồng đem lại lợi nhuận và giúp người dân thoát nghèo nhanh nhất tại khu vực này. Và đó là những thông tin về Tam Giác Vàng, vùng đất từng nổi tiếng là kinh đô thuốc phiện năm xưa. Các bạn có cảm nghĩ gì về khu vực này? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.